Chè Bà Ba. Rồi chè đậu trắng luôn nè. Ê, đậu trắng nóng hổi luôn nha, mới ra lò luôn nha. Đây, chè đậu trắng. Rồi hôm nay em có chè Bà Ba, chè đậu trắng xôi gấc với sâm bổ lượng nha cả nhà. Rồi kính mời, kính mời.